Thị trường chứng khoán đã đi xuống ngày hôm nay, các bạn thấy được là chỉ số S&P 500, Nasdaq, Dow Jones đều đã đi xuống hơn 3% và hôm nay chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã tăng lên. Lúc mà thông làm cái video này thì giá Bitcoin là 9062 ở trên sàn Coinbase và đây là điều mà chúng ta muốn thấy được, chúng ta muốn thấy được là thị trường của Bitcoin giá cả không đi cùng một xu hướng với lại chứng khoán của Hoa Kỳ. Tại vì Bitcoin phải đi ngược lại xu hướng như là vàng, hay là không có sự tương quan đối với giá cả của chứng khoán thì lúc đó Bitcoin mới thực sự là có giá trị cho một chuyên mục đầu tư và cho tới thời điểm này thì chúng ta chỉ còn 79 ngày nữa là sẽ tới cái ngày Bitcoin halving kế tiếp và các bạn thấy là giá Bitcoin hiện tại là 9068 thì có rất nhiều bạn muốn biết là từ đây cho đến thời gian halving thì giá có thể sẽ như thế nào thì nhiều bạn có biết là channel thông cáp bây giờ là không chuyên về phân tích kỹ thuật nhưng mà chúng ta cũng nói tới một số những cái mô hình mà chuẩn đoán giá của Bitcoin và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái mô hình đó coi coi là tình hiện tại kế tiếp thì chuẩn đoán giá Bitcoin sẽ ra sao và những bạn nào mà mới tham gia vào kênh thì tôi nghĩ đây là một cái video rất thú vị có thể giới thiệu cho các bạn thấy được những cái mô hình giá cả Bitcoin khác nhau mà có thể là ít có những cái kênh YouTube nào nói tới nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn thích video này hay là những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và ngoại trừ YouTube các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên trang web thuậncapital.com. Nhất là những bạn nào mà quan tâm tới cập nhật tình hình bệnh dịch thì sẽ có một bài viết về cái đề tài này ở trên trang web thuậncapital.com cùng với những cái đề tài liên quan tới tài chính và crypto. Có thể là các bạn ngày hôm nay nhận được một số những bài viết liên quan tới là 42% của tất cả Bitcoin chưa được di chuyển hơn 2 năm. Thì các bạn thấy được là tin tức này là có nghĩa như thế nào? Làm sao họ biết được là chưa được di chuyển hơn 2 năm? Thì để biết được, họ sử dụng một cái mô hình gọi là HODL Waves hay là sóng HODL. Thì cái mô hình này là dựa trên Bitcoin UTXO. Bitcoin UTXO có nghĩa là Unspent Transaction Output, tín hiệu giao dịch chưa được sử dụng. Nói đơn giản, thì một lần mà Bitcoin được di chuyển, thì các bạn thấy là cái mạng lưới Bitcoin sẽ để vào một cái stem thời gian và khi Bitcoin mới vừa ra đời thì cái block đầu tiên cũng sẽ để vào một cái stem và mỗi lần mà có giao dịch thì cái block mới nhất để để vào cái stem thời gian mới nhất thì dựa vào cái stem thời gian mới nhất người ta có thể tính được là Bitcoin đó đã bao nhiêu lâu rồi chưa được di chuyển thì điều các bạn thấy được là đây là một cái mô hình mà các bạn thấy là phía dưới là bắt đầu là từ màu cam lên tới màu vàng rồi xanh lá cây rồi xanh đậm và xanh đậm hơn thì cái cách mà các bạn nhìn vào cái mô hình này là các bạn thấy được là thời điểm hiện tại khi mà thuận để cái mouse xung quanh cái phần này của cái mô hình thì bạn thấy được là phần trên hết là 21,64% cái số lượng phần trăm này là cái số lượng phần trăm Bitcoin mà không được di chuyển đã hơn 5 năm kế tiếp các bạn thấy là 5,56% là không di chuyển từ 3 cho đến 5 năm và kế tiếp các bạn thấy là khoảng 13,9% là không di chuyển từ 2 tới 3 năm. Khi mà các bạn cộng lại những con số này như là 21,64% cộng với 5,56% và cộng với lại khoảng 14% thì các bạn sẽ ra được cái con số là 42% là không di chuyển đã hơn 2 năm. Thì điều này có nghĩa là như thế nào? Điều này có nghĩa là các bạn thấy là càng ngày lại có càng nhiều người lưu trữ Bitcoin mà không sử dụng. Có thể là họ mua đi mà lưu trữ lâu dài. Và cái sự ảnh hưởng là đương nhiên càng nhiều người mua Bitcoin mà lưu trữ lâu dài thì cái số lượng Bitcoin có trên thị trường lại càng ít đi. Cái số lượng Bitcoin mà các bạn có thể mua được hay là có thể là trade được ngày lại càng ít đi cũng đồng nghĩa là làm cho cái nguồn cung giảm xuống. Và nếu như nguồn cầu giữ nguyên hay là tăng lên thì sẽ ảnh hưởng tốt đối với giá cả. Giá cả sẽ tăng lên. Thì có thể nhiều bạn nói là cái số lượng phần trăm Bitcoin không di chuyển này thì có thể là một số trong những cái phần Bitcoin này là tại vì người ta mất khóa cá nhân Thì đây đương nhiên là một điều có thể Tại vì các bạn thấy được là những người mà có Bitcoin hơn 5 năm mà không di chuyển Thì cũng rất là nghi ngờ Tại vì các bạn thấy là trong vòng 5 năm qua giá Bitcoin đi xuống rất sâu và đi lên rất mạnh Một người bình thường thì khó có thể là kiềm chế được cảm xúc bản thân mình mà không bán hay là không mua Cho nên có thể là một số là do mất khóa cá nhân Nhưng mà dù sao đi nữa các bạn thấy được là cái xu hướng mà người ta mua để mà lưu trữ lâu dài, cái xu hướng đó ngày lại càng nhiều hơn. cho nên đây cũng coi như là một dấu hiệu tốt. và bitcoin là một loại tài sản rất đặc biệt, tại vì cái blockchain công cộng của bitcoin lưu lại hết những dữ liệu di chuyển và di chuyển khi nào, cho nên chúng ta mới có được những cái mô hình này. cái mô hình này không thể áp dụng được với những cái loại tài sản khác như là vàng, tại vì không ai chắc chắn được là cái lượng vàng đó được di chuyển lần cuối cùng là khi nào và di chuyển bởi ai. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới Mayor Multiple Thì Mayor Multiple chỉ số này là một cái chỉ số mà lấy cái giá hiện tại của Bitcoin Chia cho cái giá trung bình trong vòng 200 ngày qua Thì chỉ số hiện tại là 1,04 thì 1.04 nghĩa là sao? Trung bình từ khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì cái tỷ lệ trung bình của Mayor Multiple là khoảng 1.37 Thì bây giờ 1.04 thì dựa theo trang web này thì nói là thường thường là dưới 2.4 là thời điểm tốt để mua Bitcoin Thu Thông nghĩ như vậy, Thu nghĩ là phải dưới một chỉ số của Mea Multiple phải dưới số 1 thì lúc đó chúng ta mới có được cơ hội tốt để mà mua Bitcoin. Các bạn thấy được là lịch sử cho thấy là những năm như là 2019 năm ngoái khi mà Mea Multiple dưới số 1 nếu như các bạn mua thì giá của lúc đó so với lại cái giá bây giờ đã tốt hơn. Khi mà các bạn nhìn vào năm 2016 cũng vậy, lúc mà dưới số 1 là một thời điểm rất tốt. Bây giờ là 1.04 coi như là cũng gần như là đã tốt nhưng mà chưa phải là thời điểm tối ưu giữa Tommy và Multiple. Điều kế tiếp mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là tốc độ đào của mạng lưới Bitcoin. Thì các bạn cũng đang thấy là bài viết ngày hôm nay của Cointelegraph nói là tốc độ đào của mạng lưới Bitcoin lại đạt được đỉnh mới là 150 quintillion hashes cho một giây. Thì điều này đề cập tới đó chính là khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ tốc độ đào của mạng lưới Bitcoin thì trong vòng một năm qua từ tháng 4 năm 2019 cho tới bây giờ thì các bạn thấy là tốc độ đào chỉ có một xu hướng đó chính là tăng lên. Tuy rằng là giá cả thì đi lên đi xuống rất mạnh nhưng mà tốc độ đào thì xu hướng chung trong vòng hơn một năm qua là chỉ có tăng lên. Thậm chí các bạn nhìn vào tốc độ đào từ cuối năm 2017 lúc mà Bitcoin giá xuống từ 20.000 đô xuống chỉ còn có 3.000 đô thì lúc đó tốc độ đào xu hướng chung vẫn là xu hướng tăng. Thì như bạn nói là cái xu hướng tăng này có thể là do nhiều lý do, có thể là có người mới tham gia vào đào hay là có thể là những cái máy mới có tốc độ đào mạnh hơn cho nên tốc độ đào tăng lên hay là cái số lượng thợ đào hiện tại mua thêm máy để mà đào trước nhà Bitcoin Harvard thì thường nghĩ là suy nghĩ nào cũng được nhưng mà dù sao đi nữa các bạn thấy là cũng cho thấy là những cái thợ đào họ cũng muốn đầu tư để mà tiếp tục đào Bitcoin coi như đây cũng là một dấu hiệu tốt và khi mà chúng ta nói tới cái tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin thì chúng ta phải nói tới một điều khác có liên quan đó chính là độ khó đào trên mạng lưới Bitcoin. Và có một cái mô hình dự đoán giá Bitcoin tính theo độ khó đào gọi là Bitcoin Difficulty Ribbon. Thì mô hình này là cái lý thuyết cũng rất đơn giản nói là nếu như mà độ khó đào mạng lưới Bitcoin tăng lên thì những cái xưởng đào mà không có hiệu quả tại vì họ có những máy đào cũ hơn, họ không có vốn mạnh, họ không cạnh tranh được thì lúc đó những cái xưởng đào đó là họ sẽ bỏ cuộc và họ sẽ bán Bitcoin, đóng cửa, chỉ còn là những xưởng đào lớn. Cho nên điều này sẽ làm ảnh hưởng tới giá cả. Và cái cách mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn thấy ra cái đường màu đỏ này, những đường màu đỏ này nó chính là cái tỷ số trung bình của độ khó đào trên mạng lưới Bitcoin. Cái đường màu xanh này là giá cả hiện tại của Bitcoin. Thì cách đọc cũng rất đơn giản. Các bạn thấy là mỗi một lần mà những cái đường màu đỏ này mà bị gian ra không gần với nhau thì đó không phải là thời điểm tốt để mà mua Bitcoin khi mà những cái đường màu đỏ này gộp lại với nhau như là các bạn thấy là phần này trên màn hình hay là phần này trên màn hình hay là phần này trên màn hình thì là một cái thời điểm tốt để mà mua Bitcoin tại vì lúc đó là cái thời điểm mà những cái thời đào nhỏ bỏ cuộc bán Bitcoin của mình mà không đào nữa sau đó thì giá Bitcoin sẽ ổn định lại và thời điểm hiện tại để thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy là chúng ta hiện bây giờ thì vẫn chưa phải là những cái đường này gặp lại với nhau nhưng mà cũng gần như là những cái đường này đã chạm vào nhau có nghĩa là gần như là đã đến thời điểm tốt để mà mua Bitcoin dựa theo cái biểu đồ này nhưng mà các bạn thấy là biểu đồ này cũng như là những cái tỷ số chúng ta mới nói tới không phải lúc nào cũng đúng có lúc đúng có lúc sai như là các bạn thấy được là hầu như là những năm như là năm 2016 thì có một thời gian nói là không phải là thời điểm tốt để mua bitcoin nhưng mà các bạn thấy là nếu như đã mua lúc đó thì các bạn đã có thể có lời rất cao cho nên đây cũng chỉ là một tài liệu để các bạn tham khảo thêm và cái tỷ số kế tiếp chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái tỷ số Fear and Greed Index hay là tỷ số tham lam và sợ hãi. Nhưng mà thường cảm thấy đây cái tỷ số này càng ngày lại càng nhảm tại vì không cho chúng ta biết được những cái tài liệu mà giá trị. Tỷ số này nói một cách đơn giản thì tỷ số này tính theo một số yếu tố như là chúng ta nói tới là trên mạng xã hội người ta nói những gì và sau đó tính ra là người ta đang lo ngại hay là người ta uh, đang tham lam và tính theo là cái tỷ lệ dao động là bao nhiêu, tính cái khối lượng giao dịch là bao nhiêu hay là tính theo là những cái cuộc khảo sát thì những người mà được khảo sát người ta nói gì về giá Bitcoin và đưa ra một cái chỉ số các bạn thấy được là cái số bây giờ là 41 gần như là đính giữa nhưng mà vẫn coi như là sợ hãi nhưng mà các bạn thấy là ngày hôm nay là sợ hãi 41 điểm hôm qua cũng là sợ hãi 40 điểm tuần rồi cũng là sợ hãi 40 điểm và tháng trước đó là tham lam 56 điểm thì các bạn thấy được là thị trường đi xuống liên tục các chỉ số này thường cảm thấy cũng không có nhiều giá trị chúng ta nhìn vào cái chỉ số lên xuống này so với giá cả các bạn cũng không thể dễ dàng đưa ra quyết định cho nên đây là một cái chỉ số thường không quan tâm lắm và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới Bitcoin NTV Signal Bitcoin NTV Signal này khác với Bitcoin NTV mà chúng ta thường hay nói tới tại vì Bitcoin NTV là lấy cái vốn hóa tổng số vốn hóa của Bitcoin chia cho là cái giá trị bao nhiêu bitcoin di chuyển hàng ngày trên mạng lưới bitcoin tính theo đô la. Bitcoin NTV signal này thì cũng tương tự nhưng mà khác một cái là lấy tổng số hóa của thị trường bitcoin chia cho cái giá trị trung bình 90 ngày qua là bao nhiêu bitcoin di chuyển tính theo đô la. Có nghĩa là cho các bạn thấy được những cái tài liệu mới hơn. Thì cái cách mà đọc cái biểu đồ này cũng rất đơn giản. Các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đó chính là giá bitcoin. Cái đường màu đỏ này đó chính là cái chỉ số bitcoin NVT signal thì các bạn thấy là có cái đường màu hồng ở trên màn hình. Đây là cái đường phân chia giữa bán và mua. Nó một cách đơn giản hơn là nếu như mà cái đường màu đỏ này, chỉ số này ở phía trên cái đường màu hồng, đó chính là cái lúc bán. Như các bạn thấy được là ở cái thời điểm này, năm 2013 hay là cái thời điểm này, tháng 12 năm 2017 hay là cái thời điểm này là hè năm 2019. Đây là những lúc mà cần nên bán dựa theo cái chỉ số này. Và khi mà ở phía dưới như là các bạn thấy là năm 2013 hay là chúng ta thấy là năm 2016 đây là những lúc mà chúng ta cần nên mua dựa theo cái chỉ số này. Và nếu như mà thì tính riêng cái biểu đồ này thì các bạn thấy là thời điểm này thì Bitcoin NVT Signal cho thấy là giá Bitcoin có thể còn tiếp tục đi xuống. Và đây là những cái mô hình mà chuẩn đoán xu hướng giá của Bitcoin mà nổi tiếng thường muốn đem đến cho các bạn. Một điều các bạn cần phải lưu ý ở đây là các bạn không thể nào dựa trên một cái mô hình duy nhất để mà chuẩn đoán giá cái tiếp của Bitcoin không thể tin tưởng và tuyệt đối tại vì mỗi cái mô hình đều có nhược điểm và ưu điểm cũng như là các bạn dùng phân tích kỹ thuật cho nên không thể chỉ nhìn vào một mô hình mà đưa ra quyết định đầu tư các bạn coi như đây là những cái tài liệu để các bạn có thêm một số kiến thức để mà đưa ra quyết định cá nhân của mình về xu hướng kế tiếp của Bitcoin và các bạn cũng không cần phải ghi những cái trang web xuống những cái trang web này sẽ có một bài viết ở trên ThuậnCapital.com liệt kê những cái link các bạn có thể lên trên ThuậnCapital.com để lấy những cái link của những cái mô hình này. bản thân Thuận thì các bạn cũng đã biết là Thuận không có phải là một trader trong thị trường crypto. Thuận chủ yếu là mua và đầu tư lâu dài và chiến lược của Thuận là trung bình giá. cho nên Thuận không có dựa theo những cái mô hình này để mình đưa ra quyết định bán hay là mua. và đây là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như bạn là một trader, bạn thích trade margin, bạn có thể sử dụng sàn NAPX Sử dụng sàn NAPX thông qua link của thùng Capital ở phía dưới Các bạn có thể điền đơn để được tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như để nhận các tính hiện trade miễn phí Trade margin thì các bạn có thể để đánh lên, long hay là đánh xuống, short Tuy nhiên trade margin có cái độ nguy hiểm cao không phù hợp cho những bạn mới tham gia, chỉ phù hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và trên màn hình, cũng sẽ có cái link đó chính là các video thường làm cho sàn NFX và những người nào mà thích giao dịch Allcoin thì các bạn có thể sử dụng sàn Binance đăng ký sàn Binance thông qua link của thùng capital phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn và ngoại trừ trên YouTube các bạn có thể tìm thấy những video tương tự ở trên library.tv đây là một nền tảng phi tập trung mà các bạn cũng nên đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tại biệt các bạn